Sau nhiều ngày khuấy đảo cộng đồng mạng, dự án đằng sau 15 MV của 16 nghệ sĩ đình đám V-Big chính thức được công bố. Tối ngày 15 tháng 11, 16 nghệ sĩ gồm Hồ Quỳnh Hương, Thu Minh, Tùng Dương, Hồ Trung Dũng, Giang Hồng Ngọc, Võ Hạ Trâm, Thảo Trang, Ngọc Mai, Ali Hoàng Dương, Đức Phúc, Eric, Hoàng Tôn, Hoàng Thùy, Nhâm Phương Nam và chị em Nam Anh, Nam Em đã chính thức phát hành MV âm nhạc cùng với một tên gọi Hạnh Phúc Máu. Không chỉ đánh dấu màn tái xuất của các nghệ sĩ trên đường đua âm nhạc, chuỗi 15 MV Hạnh Phúc Máu chính là chiến dịch quảng bá dành riêng cho bộ phim điện ảnh này sẽ được công chiếu vào ngày 25 tháng 11. Với chuỗi 15 MV quảng bá phim Hạnh Phúc Máu, Dược Sĩ Tiến tiếp tục đầu tư thực hiện 15 bản phối khác nhau phù hợp với từng màu sắc âm nhạc riêng của mỗi nghệ sĩ. Sáng tác của Võ Hoàng Thi vừa gắn liền với nội dung phim, vừa là sự lột tả những khía cạnh khác nhau, những góc tối trong tâm hồn con người. Không chỉ về âm nhạc, Dược Sĩ Tiến còn mạnh tay sản xuất 15 MV khác nhau và phát hành trên kênh YouTube riêng của mỗi nghệ sĩ. Điểm chung duy nhất của 15 sản phẩm âm nhạc đặc biệt này chính là những phân cảnh trong bộ phim được cài cắm theo một nội dung thống nhất. Chính vì thế, mỗi MV vẫn tồn tại như một sản phẩm âm nhạc độc lập của các nghệ sĩ, đồng thời giúp bộ phim tiếp cận được nhiều nhất những tệp khán giả khác nhau. Sự trở lại của Hồ Quỳnh Hương sau một thời gian dài thông qua dự án giới thiệu phim thay vì một sản phẩm độc lập cũng là điều khiến khán giả đặc biệt quan tâm. Hồ Quỳnh Hương cho biết đây là một bản phối khá khó hát vì có quãng rất rộng. Bản phối của Hồ Quỳnh Hương mang phong cách ẩn khuất và là một bài toán cần nữ ca sĩ phải giải đáp trong từng câu hát, làm sao cho nó nhẹ nhàng nhưng vẫn rất Hồ Quỳnh Hương và mộc. Việc ra mắt bộ phim điện ảnh đầu tay Hạnh Phúc Máu, Dược Sĩ Tiến mong muốn khán giả có thể cho mình một cơ hội thông qua sự nghiêm túc và đầu tư hết mình cho lần chạm ngõ đầu tiên với điện ảnh. Hạnh Phúc Máu là một bộ phim điện ảnh thể loại tâm lý kinh dị nhiều tham vọng do Dược Sĩ Tiến và diễn viên Phạm Huỳnh Hữu Tài đồng sản xuất. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên gạo cội gồm nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân, nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện, nghệ sĩ ưu tú Công Ninh, Ngân Quỳnh, Kim Huyền. Phim sẽ được công chiếu trên toàn quốc từ ngày 25 tháng 11 năm 2022.